Trời mưa thì kệ trời mưa, nhưng em vẫn đứng ở đây review hoa cho mọi người. Làm sao được anh chị ơi, khi mà trời mưa như thế này mà em ấy vẫn giữ được hương thơm nha cả nhà. Nếu trời mưa thì mình chú ý là người sát dùn chút xíu là mọi người sẽ thấy hương thơm rất là nhẹ nhàng của em Bangkok xinh xét hồng mà em sắp giới thiệu này anh chị. Mọi người thấy màu hoa rực rỡ không cả nhà? Kèm theo với em này ra hoa quanh năm là cái anh chị nào cũng thích đúng không? Nhưng mà đây mọi người xem này, cái lô hàng này nhà em có này, nu. Mọi người thấy không? Hoa đúng không ạ? Rồi những cái nhỏ nhỏ như thế này anh chị, trời ơi cây nhỏ xíu như thế này cũng có nụ rồi. Anh chị nào muốn sưu tầm ngay những cái cây nụ của Bangkok xinh xét hồng không ạ? Thì hãy để lại một lượt tim, một lượt like và đồng thời comment phía dưới bình luận. Melan sẽ chia sẻ cho mọi người những cây giống chất lượng nhất mà Melan đang có. Còn đây anh chị, mọi người xem cái cần hoa của Bangkok xinh xét hồng đi. Em ấy mọc vòi hoa chỉ thiên cho anh chị và kèm theo những bông hoa xếp lớp đều trên một cái cần hoa bó tròn trên đây anh chị. Cảm giác anh chị ơi, nhìn bông hoa nó nhiều này, nó đầy đặn này và nó xinh xắn vô cùng luôn. Anh chị đã có Bangkok xinh xét chưa? Hoặc là anh chị nào muốn sưu tầm cho mình một cái dòng đơn thân à, nó giống như là ngọc điểm hồng gấm hay là những cái dòng ngọc điểm khác mà có cái khuôn hoa có cái đặc tính là ra hoa quanh năm, thì anh chị hãy sưu tầm Bangkok xinh xét ngay nha cả nhà, vì em này thơm, đẹp, màu sắc rực rỡ, lại dễ trồng mà hoa quanh năm. Còn chơi chơi gì nữa mà không để lại cú pháp là hồng kèm số điện thoại, Melan sẽ tư vấn chi tiết hơn cho mọi người về cách chăm của em này. Còn bây giờ ngắm hoa cùng với nhà Melan.